Thưa quý vị, sâm Lai Châu được đánh giá là sản vật quý hàng đầu của Việt Nam. Năm 2020, tỉnh Lai Châu đã phê duyệt đề án phát triển một số cây dược liệu giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh, trong đó có cây sâm. Sở dĩ sâm Lai Châu vốn được tôn vinh phát triển như vậy vì công dụng nổi trội so với nhiều dòng sâm khác tại Việt Nam và trên thế giới. Cụ thể, tại lễ hội khai mạc Hội chợ sâm Lai Châu năm 2022, tiềm năng giá trị của sâm Lai Châu, sâm Ngọc Linh và một số loại sâm quý khác ở nước ta đã được khẳng định so với các giống sâm trong nước. Và đặc biệt, sâm Lai Châu cũng được minh chứng là sở hữu công dụng quý giá. Nhận biết được điều đó, tại một số nơi có khí hậu mát mẻ, độ cao phù hợp, bà con nhân dân huyện Tân Uyên đã chủ động bỏ kinh phí mua cây giống về để trồng với mong muốn bên cạnh chè, thảo quả, mắc ca, thất diệp, nhất chi hoa. Thì đây cũng là loại cây giúp cho nhân dân ổn định kinh tế, vươn lên thoát nghèo. Sâm Lai Châu với thân củ với các mắt đốt so le nhau, lá tròn, hai mặt lá có lông, hạt có một chấm đen, có củ mọc thành nhiều nhánh. Hình sáng của quả sâm giống như quả thận, khi chín có màu hồng hoặc là màu cam hoặc vàng. Trong khi đó, sâm Hàn Quốc có rễ chia thành 3 phần. Thân rễ có nhiều thịt, giống phần đầu và thân của con người, nên thường được gọi là nhân sâm. Lá sâm Hàn Quốc mọc vòng, có cuống dài. Xét về công dụng, sâm Lai Châu thậm chí nổi trội so với sâm Hàn Quốc. Sản vật Việt Nam chứa lượng hoạt chất quý giá cao gấp đôi sâm Hàn Quốc, với 52 saponin so với 26 saponin thường thấy của sâm Hàn Quốc. Trong đó, hoạt chất MR2 và saponin chiếm tới 21,34%. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng hoạt chất MR2 chiếm tới 50% saponin toàn phần, có tác dụng mạnh trong việc ức chế tế bào ung thư và ngăn ngừa sự lão hóa của tế bào. Tất cả bộ phận của cây đều có thể dùng làm thuốc. Thân rễ dùng làm thuốc bổ, cầm máu, tăng cường sinh lực, chống stress. Lá, nụ hoa dùng làm trà uống, giúp kích thích tiêu hóa, an thần. Sâm Lai Châu có công dụng giúp bồi bổ cơ thể, ngăn ngừa ung thư, giải độc gan, tăng nội tiết tố, tăng thể lực, tạo hồng cầu, điều hòa nhịp tim, bình ổn huyết áp, tăng trí lực, thị lực, giúp người sử dụng thêm minh mẫn, chống lão hóa, chống oxy hóa, tăng cường dẻo dai, cải thiện sự suy nhược thần kinh, hỗ trợ rất tốt với thuốc chữa ung thư, tăng sức đề kháng, phòng các căn bệnh nguy hiểm, giúp người bệnh giảm đau đáng kể trong quá trình điều trị. Sâm Lai Châu còn là bài thuốc chăm sóc tuyệt vời cho làn da, cung cấp độ ẩm, tái tạo tế bào da, loại bỏ da chết, giúp tăng cường lưu thông máu. Được các chuyên gia nghiên cứu và đông y đánh giá là sâm quý và giá trị hàng đầu thế giới. Nhận thấy những tiềm năng như trên, huyện Tân Uyên đã khuyến khích tạo điều kiện để thu hút doanh nghiệp, người dân vào để phát triển giống cây này ở những nơi có khí hậu và thổ nhưỡng phù hợp. Đối với huyện thì trên cơ sở nghị quyết và đang dự kiến xây dựng các chương trình để thực hiện nghị quyết thì chúng tôi cũng đồng hành với người dân. Hiện nay thì các đồng chí lên đã nhìn thấy là hiện nay dân chúng tôi đang trồng trên vùng Hô Cha Hô So khoảng 2,6 ha, để vùng sâm chúng tôi được xác định là trên cái vùng này có khoảng được 2,6 ha người dân đang tự trồng. Và các cái chính sách thì chúng tôi cũng đang cố gắng để mời gọi các cái nhà đầu tư để thực hiện liên kết cùng người dân thực hiện việc trồng. Và ngoài ra chúng tôi cũng đã xác định được khoảng 160 ha vùng bảo tồn sâm ở khu vực Hô Cha Hô So thì của xã Mường Khoa, và cái trong đó có khoảng 100 ha thì có thể là phát triển được sâm dưới tán rừng. À, hiện nay chúng tôi cũng đang kêu gọi một số cái đơn vị doanh nghiệp để đồng hành cùng với người dân và địa phương để thực hiện cái vùng trồng sâm tại cái khu vực Hô Cha Hô So và xã Mường Khoa. Sâm Lai Châu là loại dược liệu quý hiếm được đưa vào danh lục đỏ cây thuốc Việt Nam. Tất cả các bộ phận của cây đều có thể sử dụng làm thuốc chữa bệnh. Nếu thân rễ thường làm thuốc bổ, cầm máu, thì lá, nụ hoa dùng để pha trà, kích thích tiêu hóa, an thần. Sâm rất tốt để chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe. Sâm là cây đem lại giá trị kinh tế cao, tùy theo độ tuổi, trọng lượng mà cây sâm có giá thành khác nhau. Với mong muốn bảo tồn, giữ gìn, phát triển giống sâm quý địa phương, năm 2017, gia đình anh Châu A Thảo ở bản Hô Cha, xã Mường Khoa đã bắt đầu mua cây sâm Lai Châu bố mẹ về để nhân giống. Đến nay, nhờ tập trung chăm sóc mà gia đình anh đã có trên 200 m2 vườn sâm bố mẹ, trên 200 m2 cây còn. Cái sâm thì ngày xưa ấy thì trên bản mình, người dân trên bản thì chủ yếu là dựa vào thảo quả này, rừng. Nhưng mà khi mà người dân đi rừng thì
thì trong quá trình đi thì những nơi khác người ta bắt đầu tìm đến vào trong bản để khai thác cây sâm. Và từ lúc mà người dân bắt đầu biết rằng là người dân trong bản ấy bắt đầu biết đấy thì tầm khoảng 2015, thì lúc đấy thì bắt đầu khai thác mang đi bán, chủ yếu là mang đi bán ở ngoài. Dần dần thì cây sâm trong tự nhiên nó ít đi, và ít đi khi đấy thì những cây nào mình mang về cây đẹp người ta lấy thì mình lấy, còn cây nào mà mình chưa bán thì mình cứ vùi lại. Vùi lại thì dần dần có hạt, và khi mà bắt đầu trồng cây sâm đến thời điểm hiện tại là từ năm 2017-2018 là đã bắt đầu trồng và phát triển. Thì từ cây mẹ mà mình lấy trong rừng ra ấy, thì nhân lên một năm thì nó ra hạt. Ra hạt xong rồi mình lại ương tiếp lên. Thì bây giờ nói chung là trong bản thì cũng có người dân thì cũng có tầm 10 mấy hộ thì bắt đầu trồng. Và trồng vào đến thời điểm hiện tại thì cũng như kiểu nhà nào thì cũng siêu tầm được những củ dầm rừng về để làm cây mẹ. Thì cũng nói là khá là nhiều. Hiện nay toàn bản Hô Cha có khoảng 7 hộ dân trồng sâm Lai Châu với diện tích khoảng 1.000 m². Đây là loài cây dược liệu quý, thích hợp với khí hậu mát mẻ, có độ cao 1.500 m so với mực nước biển. Thực tế cho thấy, việc trồng sâm Lai Châu ở Hô Cha rất phù hợp với điều kiện tự nhiên, khí hậu của bản, phát triển tốt và hứa hẹn cho hiệu quả kinh tế cao. Việc người dân mạnh dạn đầu tư và mở rộng quy mô vùng trồng cây sâm đã góp phần bảo tồn và phát triển nguồn cây dược liệu quý, từ đó giúp bà con nâng cao thu nhập, từng bước giảm nghèo bền vững, cải thiện cuộc sống. Tuy nhiên, Hô Cha là bản khó khăn của xã Mường Khoa, với 100% là đồng bào dân tộc Mông. Hệ thống đường giao thông đi lại khó khăn, đặc biệt là trong mùa mưa lũ. Chính vì vậy, để có thể giúp dân ổn định, phát triển kinh tế, nhà nước cần sớm có chính sách đầu tư làm mới hệ thống đường giao thông. Từ đó, việc thông thương, trao đổi hàng hóa của bà con nhân dân mới được thuận lợi, tạo điều kiện cho nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết với người dân, tận dụng tiềm năng lợi thế để phát triển cây sâm Lai Châu. Trước thì chỉ có bà con chỉ có sống cái đời sống phụ thuộc vào nương rẫy ngô. Nhưng trong một cái thời gian vừa qua thì bà con cũng đã đi rừng và đã phát hiện những cây sâm này. Đây thì trong cái quá trình trồng và khai thác thì bà con thấy cái cây sâm này nó phát triển tốt, với lại được cái khí hậu thổ nhưỡng ở trên bản Hô Cha của chúng tôi thì được cái khí hậu mát mẻ. Mát mẻ với lại trồng cây sâm thì cảm thấy nó phát triển rất là tốt. Còn về cái khó khăn thì nó có hai cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất là về cái con đường. Cái con đường đi lại thì ví dụ như mình giao thương hàng hóa rồi là muôn bán thì nó gặp rất là nhiều khó khăn. Còn cái khó khăn thứ hai nữa là bà con chưa có cái kỹ thuật. Đấy, chưa có cái kỹ thuật cho nên là trồng với lại phát triển cây sâm này nó ví dụ nó nhanh chết này. Với lại nó chưa biết cách để trồng và chăm sóc. Còn về cái mong muốn của bà con thì rất mong là đảng và chính quyền cũng có cái biện pháp mở cái lớp tập huấn, với lại hỗ trợ những cái kỹ thuật, với lại hỗ trợ vốn cho bà con để tiếp tục phát triển cái cây sâm. Trên địa bàn xã Mường Khoa, bên cạnh tiềm năng về trồng chè, phát triển nuôi cá nước lạnh như cá tầm, cá hồi, thì tại bản Hô Cha, bà con nhân dân cũng đã và đang phát triển cây sâm Lai Châu. Tuy nhiên, đây là giống cây quý, yêu cầu kỹ thuật cao trong chăm sóc. Chính vì vậy, việc phát triển giống cây này trên đất Hô Cha vẫn còn gặp không ít những khó khăn vì bà con chưa nắm được kỹ thuật. Bên cạnh đó, còn chưa kêu gọi được các doanh nghiệp, hợp tác xã vào cùng nhân dân trồng sâm, nên các nguồn vốn hỗ trợ vẫn chưa triển khai được. Địa bàn xã Mường Khoa thì có bản Hô Cha thì là một trong bản có điều kiện thời tiết rất là phù hợp đối với phát triển cây sâm Lai Châu. Thì tới thời điểm này đã có 7 hộ thực hiện trồng, chủ yếu là các hộ này là tự phát và mua giống về trồng cũng trên 1.000 m². Cái khoa học kỹ thuật của bà con thì cũng rất là hạn chế, do vậy thì khi mà thực hiện thì rủi ro cũng rất là nhiều. Cái hai nữa là trong thời gian vừa qua thì có các nguồn vốn của chương trình ba mục tiêu quốc gia, tuy nhiên thì cũng không đầu tư cho bà con được vì lý do là chúng tôi cũng đã kêu gọi các doanh nghiệp vào để thực hiện liên kết với bà con. Tuy nhiên thì tới thời điểm này cũng chưa có một doanh nghiệp nào vào để thực hiện cái chuỗi liên kết. Do vậy cũng chúng tôi tiếp cận các nguồn vốn, các chương trình này cũng rất là khó khăn.
nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển sâm Lai Châu giai đoạn 2024-2030, định hướng tới năm 2035 đã đưa ra quan điểm. Phát triển sâm Lai Châu phải được thực hiện đồng bộ từ phát triển vùng nguyên liệu đến chế biến, xây dựng thương hiệu, tiêu thụ sản phẩm, trên cơ sở cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp của chương trình phát triển sâm Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, đảm bảo phù hợp với thực tiễn, phát huy lợi thế về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của tỉnh và đặc thù của từng huyện, thành phố. Vùng nuôi trồng, phát triển sâm Lai Châu phù hợp với quy hoạch tỉnh Lai Châu, quy hoạch lâm nghiệp quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và các quy hoạch khác có liên quan. Đảm bảo tuân thủ pháp luật về lâm nghiệp, đa dạng sinh học, đất đai và các quy định khác có liên quan. Nuôi trồng phát triển sâm Lai Châu trong môi trường rừng phải đi đôi với việc bảo tồn tại chỗ nguồn gen, quản lý bảo vệ, sử dụng bền vững hệ sinh thái rừng, không làm suy thoái tài nguyên rừng, suy giảm chức năng rừng, không để bị lợi dụng, hợp thức hóa các sai phạm quy định về bảo vệ và phát triển rừng. Khuyến khích thu hút các thành phần kinh tế, đầu tư phát triển sâm Lai Châu, đổi mới các hình thức tổ chức sản xuất, ưu tiên hình thức liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm, xây dựng các chuỗi liên kết bền vững, gắn phát triển sâm Lai Châu với phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc và phát triển du lịch. Gắn kết chặt chẽ phát triển thương hiệu sâm Lai Châu với thương hiệu sâm Việt Nam. Phát triển công nghiệp chế biến, đa dạng hóa sản phẩm, từng bước đưa sâm Lai Châu trở thành sản phẩm chủ lực, ngành hàng có giá trị kinh tế cao, đáp ứng nhu cầu thị trường gắn với bảo hộ thương hiệu sâm Việt Nam. Huy động các nguồn lực để thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ. Trong đó, nguồn lực chủ yếu là nguồn xã hội hóa, ngân sách nhà nước đầu tư, hỗ trợ thông qua lồng ghép các nguồn vốn, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công và các chương trình đề án, dự án khác theo từng giai đoạn. Phát triển sâm Lai Châu phải lấy các doanh nghiệp, hợp tác xã là trung tâm, cộng đồng dân cư và hộ nông dân là chủ thể. Dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền và phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp và các tổ chức xã hội nghề nghiệp. Mục tiêu chung phát triển sâm Lai Châu thành ngành hàng có giá trị kinh tế cao, là sản phẩm chủ lực của tỉnh, mang thương hiệu sản phẩm quốc gia, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030, xây dựng vườn sưu tập nguồn gen sâm Lai Châu làm cơ sở xây dựng từ 1 đến 2 vườn giống gốc tại một số vùng sinh thái điển hình thuộc huyện Mường Tè và Phong Thổ, Sìn Hồ hoặc Tam Đường. Phát triển vùng trồng sâm Lai Châu toàn tỉnh đạt khoảng 3.000 ha tại các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường, Tân Uyên và một số vùng có khả năng thích ứng. 100% diện tích trồng sâm Lai Châu được cấp mã số vùng trồng và chỉ dẫn địa lý. Để thực hiện được mục tiêu chung này, mặc dù không phải là địa phương có nhiều địa điểm để phát triển cây sâm Lai Châu, tuy nhiên trong thời gian tới, huyện Tân Uyên sẽ tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp, người dân trồng tại những khu vực có khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp. Phấn đấu tiến hành trồng 100 ha và mỗi năm cho thu hoạch khoảng 1 tấn sản phẩm từ sâm. Về khó khăn vướng mắc thì đầu tiên là chúng tôi cái vùng này, cái vùng xác định trồng sâm của Lai Châu, của Tân Uyên ấy, thì nó là cái vùng Hô Trang Hô So. Và vùng Hô Trang Hô So này thì địa hình đi lại, địa hình cũng rất là phức tạp. Cái vùng xác định trồng và có khả năng trồng, bảo tồn và trồng, địa hình đi lại cũng rất là khó khăn. Đó, cái khó khăn thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cũng kêu gọi doanh nghiệp, nhưng mà tuy nhiên là đối với Tân Uyên không phải là cái vùng trọng điểm của cái khu vực trồng sâm Lai Châu. Chính vì thế cho nên là chúng tôi mời gọi rất nhiều doanh nghiệp đến, nhưng mà tuy nhiên khảo sát họ cũng thấy cái tiềm năng lợi thế không phải là lớn, cho nên là họ cũng chưa có sự quyết tâm. Cái khó khăn nữa của chúng tôi là hiện nay thì cái vùng xác định trồng thì cái địa hình nó tương đối là khó khăn, và cái nữa là cái khó khăn này thì hiện nay cũng chưa có một cơ chế để thuê cái dịch vụ dưới tán rừng. Đấy, thế cho nên là nó cũng là những cái cản trở cho cái việc thực hiện cái trồng sâm trên cái khu vực này. Về mặt giải pháp thì chúng tôi cũng xác định là đầu tiên là chúng tôi cũng sẽ tiếp tục để kêu gọi các cái nhà đầu tư để họ tâm huyết về với cái vùng trồng sâm, và chúng tôi cũng sẽ xác định là từ nay đến 2030 thì sẽ cố gắng để kêu gọi các doanh nghiệp liên kết người dân để đầu tư trồng khoảng 20 ha ở trên này. Và cái chúng tôi cũng đã tiên liệu đến cái việc thu hoạch, chúng tôi cũng đang mạnh dạn xác định thu hoạch khoảng 1 tấn trên năm
là đối với những cái diện tích trồng mà tất nhiên là cái diện tích trồng có phải từ 4 năm trở ra. Để bảo tồn nguồn sen sâm Lai Châu cũng như trở thành loại cây giảm nghèo cho người dân tại một số địa phương của huyện Tân Uyên, thời gian tới, bà con nhân dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn rất cần sự quan tâm, tạo điều kiện, có cơ chế để tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển và mở rộng diện tích trồng sâm. Hy vọng từ cách thức làm mới này sẽ mở thêm một hướng phát triển kinh tế mới cho một số địa phương trên địa bàn huyện Tân Uyên, giúp nhân dân ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo. Chuyên mục Sâm Lai Châu của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu tuần này xin phép được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị.